Dạ rồi, thì vlog tiếng tám ba cũng mến chào quý khán giả nha. Thì bữa nay tiếng lại tiếp tục có mặt tại chùa Mã Phương Xa để cập nhật cái tình hình bên các anh em nhận động viên bên Trà Vinh qua để lấy cái số dán và bản để sửa ghe đó gì. Thì tiếng sẽ mời quý khán giả vào bên trong để khám phá tình hình mà để anh Vũ lựa những số dán để đóng để sửa cho chiếc ghe ngon mới của Càng Long 2023 ha. Dạ rồi, tiếng sẽ mời quý khán giả đồng hành với kênh của tiếng nha. Rồi Tiến đang có mặt tại chùa Phan Tân Sa để quay cái quá trình mà bên Càng Long qua để lấy dán ha quý vị ha, lựa dán ha. Thì bữa nay bên Càng Long các ban quản trị bên Càng Long qua để lấy dán đó quý vị. À, đây bên sư sư bên Càng Long ha. Đây này có anh Vinh ha, anh Vinh là mà quân viên bên Càng Long hả gì ha. Xe thông tin của huyện. Ngày bữa nay để qua đây để lựa những tấm dán để về để sửa cái re Càng Long đó gì. Thì bên sư qua để đi lựa ha, cùng với anh Vinh rồi ha. Thấy dẫn cùng áo mình chịu đi taxi nó cái ngủ luôn ha. Rồi quá trình thì anh Vũ sẽ cắt những cái phần dán để đem xuống ghe tiếp theo nữa quý vị ha. Thì những tấm dán này được sẽ để đem qua bên Trà Vinh đó quý vị để sửa chiếc ghe ngon của Càng Long ha. Gặt để xẻ theo cái miếng chiều dán nào gì.
đã sẽ xong rồi quý vị, thì sẽ đưa lên xe để đem ra ngoài ghe hả quý vị. Khá là nặng luôn hả quý vị, tại vì tấm này khá dày. Thì sẽ để lên chiếc xe đẩy để kéo ra ngoài ha. Ở đây nữa. Còn xé thì mà xé thêm một tấm dưới nữa vậy. Anh Vũ đang dẫn anh Vinh với đoàn binh Trà Vinh để ra thăm cái nhà ghe của Băng Tu Sa đó gì, để thăm cái số dán ghe của Băng Tu Sa luôn ha. Thì Băng Tu Sa thì để cái số dán ở ngoài sau nhà ghe quý vị, thì đã được đem vào bên trong để cá phơi gió bên trong quý vị ha, không có phơi nắng nha. Thì anh Vũ đang đưa đội Trà Vinh để sau để tham quan ha. Dơm hơi xa đó quý vị, tại vì đứng như vậy dơm ra hơi xa nên nó hơi mờ quý vị ha. Thì cái nhà ghe của Băng Tu Sa cắt nhưng mà chưa có để phép cái lỗ để phép cái cửa đó bị để qua để đóng nha. Thì một số dáng khủng nhất của Băng Tu Sa được nằm ở trong nhà ghe nha. Tiếng quay sao nó không rõ ta. Đây nè quý vị ha, thì đây là số dáng của Băng Tu Sa nè quý vị. Thì dáng Băng Tu Sa thì không có được dài ha, thì tầm tầm khoảng cỡ 9-10 mét gì đó. Dán tốt không? À, đúng, dán này dán tốt, dán này là tốt chứ của các loại dán trong mười mấy chiếc ghe tại Sóc Trăng luôn. Thì dán mà Băng Tu Sa thì không có dài, dán ngắn thôi nhưng mà sẽ dán bự hay gì ha, dán khá là bự luôn. Sao tối dữ dữ ta? Vậy thì dẫn các đoàn bên Trà Vinh để tham khảo dán nha. Còn cái số ghe của Băng Tu Sa thì được để trong nhà ghe thì cũng bảo quản rất là kỹ quý vị ha, được chùm những cái tấm cao su nữa quý vị, những tấm bạc rồi đó. Thì nhà ghe thì đã được đóng cửa lại ha, thì không có cho ra vô quý vị. Ra vô thì đã được bảo quản rất là kỹ. Vậy rồi thì cũng đã lấy dán xong rồi quý vị ha, thì chuẩn bị để đưa về bển đó quý vị. Tiếng xe dặn nữa quý vị khán giả, cô chú đi ra ngoài chiếc ghe ha, để thăm quá trình dán để đưa xuống dưới ha. Không biết có chở gì chưa hả quý vị, tại từ giờ tiếng đang ở trên khu vực trên đây á, chưa ra ngoài ha. À, đây nè cả nhà, thì dán đã đưa xuống ghe hoàn thành hết trơn nữa quý vị, thì chuẩn bị đem về bên Trà Vinh nha. Đó, số dán khá là nhiều ha, nói chung là khá là dài luôn, có hai tấm dán này khá là dài. Thế thì cho em một miếng thì lấy đó. Này mình chạy về bển khoảng mấy tiếng đồng hồ bây giờ tới bển nè chú ha. Cỡ 4 tiếng à? Dạ cũng khá xa ha. Thì từ bên chùa Băng Tu Sa về tới bên cảng Trà Vinh bển thì khoảng 4 tiếng hả quý vị ha. Thì di chuyển bằng đường thủy đó quý vị. Chắc là bằng khổ.
À, một chiếc ghe mà nó dài dư hai đầu khá là nhiều luôn thôi nha. Đây là cái cảng trước chùa, ngay cái cổng chùa luôn đó quý vị. Thì ở dưới đây có con sông rất là lớn nha. Di chuyển dáng cũng khá là tiện á. Thì cái mùa dáng nhập về đặt rồi cũng về cái đường này luôn đó quý vị ha. Thì đưa lên cái đường này luôn. Xong rồi quý vị ha, đã đưa số dáng hoàn thiện xuống ghe ha. Thì để chút xíu nữa thì sẽ có đưa về bản, thì từ giờ này cũng chưa đưa về bản, tới bản cũng phải cả tới chiều mới tới bản đó quý vị. Nó 4 tiếng mấy, 5 tiếng đồng hồ ha. Khỏi gần cuộn dây luôn hả quý vị. Nhà lâm giáng này cũng hai mấy mét đó quý vị, chiều dài khoảng hai mấy ba chục mét. Khá là dài luôn. Này mình đưa về bản khi nào mới sửa đằng dịch? Chưa đâu, là khoảng 2 tuần nữa. 2 tuần à? Dạ. Này anh Vũ qua bản sửa luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, thì Tiến cũng xin phép kết thúc một clip tại đây hết nha. Tiến cũng là nạc cảm ơn quý vị gái rất là nhiều luôn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành kênh của Tiến đó. Thì nhớ đợi lại Tiến xin một like và một đăng ký nha quý vị. Tiến sẽ hẹn quý vị một video sau nha.